không thánh mẫu với không hệ thống với sát phạt quyết đoán quỷ dị tu tiên đầy trời thần ma tác giả tên sách đạt được bình thường giới thiệu vắng tắt cũng không sao được nếu như yêu thích loại tác phẩm này mời trực tiếp đọc chính văn sẽ cho ngươi một loại không giống nhau mới là góc nhìn đến nhìn đến cái này quỷ dị tu tiên thế giới đây là một thế giới bị ác ý và dục vọng lấp đầy nhân gian rung chuyển ủ ra vô số nhân họa bởi vậy vô số quỷ dị tà quấy bắt đầu tả tả thế gian xuyên qua mà đến ma lon tại tận mắt chứng kiến thế giới này âm u về sau bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực lực thấp kém rơi vào đường cùng đành phải đi tới nơi cứu rỗi nhưng là trên đường đi cái gọi là thần linh nhiều đến đến không xuể mà những cái gọi là thần linh này cũng là từng kiện thảm kịch phía sau màn đẩy tay người tranh một hơi phật tranh một nén nhang chính là trong bối cảnh như vậy thiên hạ hoàn toàn xáo trộn mà sau khi Mã Long tận mắt chứng kiến thảm kịch nhân gian mấy lần, lại lập lời thề, nhất định phải dẹp yên thế gian thần ma. Chương 1 Vong ưu thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Xảo trá hồ tiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Lấy miệng phong, muốn thành tiên hồ tinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4. Đối mặt tâm ma. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5. Tranh đoạt thuốc dẫn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6. Làn nhì giao dịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Đây không có khả năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Đang dược tới tay Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Trở lại không lo thôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Làm rối người xuất hiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.